Đồ Cô Đức Hiền xin kính chào quý vị. Và hiện nay là buổi chiều ngày 31 tháng 8 năm 2016. Chúng tôi đang quay một cái clip để giới thiệu một số bộ cuốn thư câu đối theo yêu cầu của cô Jenny từ Australia. Thì bản thân cô là một Việt kiều. Thế thì cô có yêu cầu là cô đã xem kỹ nhiều clip của Đồ Cô Đức Hiền, nhưng mà cô muốn xem những cái sản phẩm hiện tại đang có, thì cô dự kiến là có thể cô sẽ lấy ngay. Thì đầu tiên là chúng tôi giới thiệu về cuốn thư trước. Thì cuốn thư hiện nay ở đây thì hôm nay chúng tôi giới thiệu ba chiếc. Một chiếc là Long Hóa, một chiếc là Phượng Hoàng và một chiếc là Vinh Hoa Phú Quý, tức là Hồng Trĩ hay là Phù Dung Trĩ. Chiếc trước mặt quý vị đây chính là chiếc Long Hóa với kích thước chiều dài là 1m97. Thì bắt đầu tính từ trung tâm là có hoa hồng và cây mai hóa rồng, hay còn gọi là long hóa. Thì tại sao nó lại có cái điển tích long hóa? Bởi vì ở những cái nơi trang trọng thì mọi người hay thích cái hình tượng lưỡng long trồng nguyệt. Tuy nhiên là mọi người cũng muốn nó dịu đi một chút, và đồng thời là vẫn muốn cái dáng đó, nhưng mà lại muốn nó hóa từ hoa lá thì trông nó dịu. Và đồng thời là nếu như ngày xưa thì có cái phần kiêng kỵ là chỉ có vua với dùng là rồng năm tóc đấy. Thế cho nên là tránh tình trạng có sự nhầm lẫn của thợ, cho nên là ở đây làm long hóa tức là rồng nhưng lại không phải là rồng, cho nên không có cái gì là kiêng kỵ cả. Như vậy trông vẫn rất là trang trọng nhưng mà lại không phạm vào điều kiêng kỵ gì. Và nếu như bản thân rồng đó là một hình tượng nghệ thuật cách điệu rồi, tuy nhiên long hóa thì còn cách điệu hơn, cách điệu thêm một lượt nữa, trông cái đường nét hết sức là nghệ thuật, và ngắm nó vẫn là cây là hoa là lá nhưng vẫn dáng long. Cho nên là đây là một cái điển tích mà được mọi người rất ưa chuộng, và những người thợ giỏi giang mới làm được là cây mà lại là hóa long, và các đường nét rất có điều kiện để thể hiện những cái đường nét tỉ mỉ như thế này. Đấy là phần ở trung tâm. Thế còn bên cạnh thì vẫn có là những chú chim trĩ tượng trưng cho cái sự giới, tượng trưng cho cái điều mơ ước của mọi người. Chim trĩ thì bao giờ cũng là biểu tượng cho giới quý tộc, cho nên là mọi người đều muốn là sau này nói chung là đều muốn có những cái thể hiện đẳng cấp, là vươn tới những cái đẳng cấp cao trong xã hội. Thế còn cái phần giữa thì là ở cái phông nền ở giữa là gấm chữ vạn. Và kính thưa quý vị, ở đây 100% là đục tay. Có lẽ là cái gấm chữ vạn đục quá đẹp mà quá là tỉ mỉ, cho nên mọi người cứ tưởng là làm được máy, nhưng không phải. Vì máy không thể chui vào những cái chỗ hiểm hóc như thế này được. Máy là chỉ làm được những nơi nó phẳng phiu thôi. Và nếu quý vị tinh ra một tí thì quan sát ở cái diềm này, nếu mà làm máy thì nó sẽ rất là đều, mà làm tay thì nó vẫn có những cái nét gì đó nó rất là tự nhiên và không đều được như máy. Đây. Và giữa là cái gấm chữ vạn. Như vậy còn bên cạnh là cái gấm gì? Bên cạnh là những cái hình đồng tiền cách điệu tượng trưng cho lộc. Và ngày xưa thì các cụ cũng có câu là có thực mới vực được đạo. Cho nên muốn gì thì gì, ở hầu hết các cái tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đều có hình tượng đồng tiền ẩn vào trong. Và quả thật là nếu không có đồng tiền thì mọi cái hoạt động trong đời sống của chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái phiền phức, và có đồng tiền hỗ trợ thì đều thuận lợi hơn rất nhiều. Còn hai bên thì cuốn lại thì một bên là hình chiếc kiếm và bên kia là hình chiếc bút, có nghĩa là văn võ song toàn. Và cái khoang giữa này thì sau này những cái cuốn thư kia tôi không giới thiệu lại, bởi vì là đều là tương tự như nhau. Đây còn cái phần ở dưới này nữa thì vẫn là cái dáng như là hình hổ phù hóa, nhưng đây vẫn là cây hoa lá thôi. Mặc dù chúng ta trông thấy rất là dáng như là một cái đầu rồng, nhưng mà đây chỉ là hóa. Thế còn bốn chữ này là gì? Hiện nay bốn chữ này chính là chữ Căn, Thâm, Diệp, Mậu. Chữ Căn, Thâm, Diệp, Mậu là một chữ vô cùng hay và sâu sắc. Kính thưa quý khách và cô Jenny ở Australia, là chữ Căn, Thâm, Diệp, Mậu tức là chữ sâu, rễ, và hiểu theo nghĩa đen là cái rễ nó sâu thì cái cành lá nó tươi tốt, và hiểu theo nghĩa rộng là
con người giữ được những cái đạo lý cơ bản thì nó sẽ được một cái cuộc sống rất là thành đạt, rất là mọi điều là thuận lợi. Cho nên chữ căn thâm diệp mậu là cái chữ nghe thoáng qua thì rất là dịu, nhưng mà hiểu cho sâu sắc thì nó là một câu tuyệt vời hay. Nó cũng như là có cái câu chi túc thường lạc. Chi túc thường lạc thì là có một cái sự hiểu biết tốt thì sẽ luôn luôn có một sự an lạc. Thì nó cũng nghe dịu thế thôi, nhưng ngẫm ra thì rất hay. Khi chúng ta có sự hiểu biết thì chúng ta không lo sợ những cái điều, chúng ta cũng luôn luôn có một sự tự chủ và bình tĩnh trong mọi xử lý trong cuộc sống. Hiện nay là tôi đã giới thiệu xong chiếc cuốn thư thứ nhất là chiếc Long Hóa với 4 chữ căn thâm diệp mộng, và bây giờ xin mời, và tôi đang quay tại tầng 1 khu A của chúng tôi theo cầu cô Jenny từ Australia vào ngày là chiều 31 tháng 8 năm 2016. Thông thường thì một cái clip thì như thế đã là xong, nhưng mà hôm nay là clip này có lẽ sẽ tương đối dài, bởi vì là tôi sẽ giới thiệu tiếp hai cái cuốn thư nữa. Đây là cái cuốn thư Phượng Hoàng, hiện nay bác thợ tôi đang làm, có để bác làm tự nhiên. Cuốn thư Phượng Hoàng thì cái khoang bên trong này 3 chữ Đức Lưu Quang, có nghĩa là công đức của tổ tiên lưu truyền cả mãi về sau. Trong đó cái chữ Đức thì có lần tôi đã chiết tự rồi, là chim chích mà đậu cành tre, thập trên tứ dưới nhất đè chữ tâm, đấy chính là chữ chim chích. Và khoang giữa vẫn là lục gấm chữ vạn, tượng trưng cho vạn sự như ý, và bên cạnh vẫn là cái đồng tiền tượng trưng cho tài lộc. Hai bên vẫn là văn võ song toàn, bên kiếm bên bút. Và cái này nó khác biệt với những cái khác là ở chính giữa là có hình phượng hoàng. Một số người thì tưởng nhầm là chú đại bàng, thực tế thì chim phượng cũng là một cái loài chim đặc biệt, nó có cái phần đầu, phần mỏ, phần mắt nó rất là hoành tráng và uy lực như là đại bàng. Tuy nhiên cái phần đuôi thì lại dài mượt, gần giống đuôi chim công mà lại dài như là chim chích. Cho nên bản thân chim phượng là một loại linh vật mà có phần cách điệu là góp lại của ba bốn cái loài chim, cho nên là mọi người nhầm cũng phải thôi. Và đây với phần chân thì móng vuốt rất là mạnh mẽ. Đây thì theo điển tích, theo truyền thuyết có nói lại là ở đâu có phượng hoàng thì ở đấy sinh ra thiên tài. Chính vì cái lẽ đó cho nên là nhiều người rất thích thờ chim phượng ở trong nhà. Thế thì còn một bên thì là bầu rượu, đây bên này bầu rượu, bên này là túi thơ. Đấy là cái đẳng cấp của người chơi. Người ta nói rằng là bầu rượu túi thơ ở hầu hết những cái đồ mà chạm khắc trang trí của vua quan thì hay có cái phần bầu rượu túi thơ thể hiện đẳng cấp là người quý tộc. Và vẫn có đây phang phẳng ở đây, quý vị vẫn nhìn thấy là những cái đồng tiền cài bay. Cái này vừa là sự trang trí nhưng vẫn là có cái ẩn ý là lúc nào cũng có dư dật. Thế còn bên cạnh đây thì hai bên là hai cái lãng hoa, và các cái lãng hoa này thì có các cái hình quả đào, quả lựu. Thế thì cái quả đào là tượng trưng cho trường thọ và quả lựu là đông con nhiều cháu. Thật ra mọi người nếu không để ý thì đây quả đào thì trông rất rõ đây, còn bên là quả lựu đây. Quả lựu là người ta tượng trưng cho các cái phần là bóc ra thì nhìn thấy rất nhiều hạt ở trong. Quả thật nói về cái độ nhiều hạt thì quả lựu thì nhiều nhất rồi. Tất cả cái quả nó là một cái khối của hàng hàng trăm hàng nghìn cái hạt. Và bên dưới này thì lại có cái con rơi cầm cái chữ con rơi tượng trưng cho phúc, ở dưới là chữ thọ và bên cạnh là các cái đồng tiền là đủ phúc lộc thọ. Chính vì thế là có một số bác thì cũng bảo là rất lưỡng lự, bởi vì cái long hóa thì nó hoành tráng và đẹp quá. Tuy nhiên là cái phượng này thì cái ý nghĩa của nó lại rất là giàu có về mặt ý nghĩa. Cho nên là tôi nghĩ rằng cô Jenny sau khi nghe cái phần thuyết minh của Long Hóa và Phượng Hoàng thì chắc là cô sẽ rất là lưỡng lự, bởi vì cái nào nó cũng hay. Và trong đó thì một cái gian thờ của mình thì chỉ sắm một chiếc thôi, thế là đã xong 2 chiếc. Và bây giờ sang chiếc thứ ba. Chiếc thứ ba là phù dung chỉ, hay có lần chúng tôi còn được hồng chỉ. Là cái này là tượng trưng cho cái sự quý phái, vinh hoa phú quý.
Bởi vì là ở những cái trang trí chung, cũng như là trước đây chúng ta nói chuyện về cái chăn con công là biểu trưng cho một cái khi mà có đám cưới hoặc là nhà có việc vui thì hay có những hình tượng bao giờ cũng thấy có con chim chỉ rồi hoa hồng, hoa phù dung. Cái đó là biểu tượng của vinh hoa phú quý. Và những cái này thì trông rất là dịu dàng, nó không có rồng phượng, không có cái gì cả. Cái khoang bên trong thì nó vẫn như vậy, vẫn là kiếm bút, vẫn là ở giữa vẫn là đủ gấm chữ vạn, và bên cạnh vẫn là cái đường gấm hình đồng tiền cái điệu. Nhưng mà bên các cái phần còn lại ở đây thì là hoàn toàn là những cái chú chim và những bông hoa, tất nhiên cũng là các kiểu dáng khác nhau và trông rất dịu dàng. Thì chúng tôi là cái đơn vị sản xuất ra và cũng vẫn phải là đầy đủ rất là nhiều mẫu thì quý khách lựa chọn. Cái này thì nó không có nhiều cái phần lý giải về các cái như là bên Long Hóa và Phượng Hóa, về bên Phượng Hoàng, thế nhưng mà cái này nó có một cái nét đẹp dịu dàng riêng và trông rất là thiên nhiên tươi tốt và có ý ngầm là vinh hoa phú quý. Và những cái bông hoa rồi cái lá nó tươi tốt, trông nó cũng gần giống với cái chữ căn tâm diệp mậu lúc nãy mới giải thích cho quý vị. Cho nên là báo cáo quý vị là tôi rất là vui mừng phấn khởi, bởi vì đang trong khi quay phim thì đã vẫn có những chú mèo cứ nhảy tót vào trong lòng như thế này. Mèo cái gì? Đây, đi đến đâu là có chó mèo đi theo đấy, rất là phấn khởi. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong 3 chiếc cuốn thư là Long Hóa Phượng Hoàng và đây là Phù Dung Chỉ, tượng trưng cho vinh hoa phú quý. Tiếp theo là 3 đôi câu đối. Thì thưa quý vị là đây là đôi câu đối Long Hóa. Vừa nãy thì cái bức Phù Dung Chỉ thì vẫn là 3 chữ Đức Lưu Quang. Và hiện nay là cái đôi câu đối Long Hóa này với cái nội dung là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, bên kia là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Thì cái phần đục chạm Long Hóa thì nó hết sức là cầu kỳ tỉ mỉ, nó cũng giống như là ở cái bức cuốn thư vậy. Cũng có bác muốn là cuốn thư và câu đối đã Long Hóa thì cùng Long Hóa, nhưng đa số là các bác muốn là cải nó đi. Đã là cuốn thư có Long Hóa thì cái câu đối sẽ lấy đề tài khác. Thì đây là chiếc câu đối, ở trên là hình Long Hóa và bên dưới thì là như ở đôi này thì là có cái hình hoa hồng chim chỉ và các cái hoa dây hết sức là tinh xảo luôn. Tôi xin nhắc lại, đây là tôi đang quay theo yêu cầu của cô Jenny từ Australia vào ngày 31 tháng 8 năm 2016. Như vậy là cái đôi câu đối Long Hóa là tôi đã quay xong. Và tiếp theo là đôi câu đối Vắt Vải. Cô Jenny cũng như mọi người có hỏi tôi là thế các cái đi với nhau nó có hợp không? Thì xin thưa với quý vị là chúng tôi làm là đều để cho nó đồng bộ với nhau. Cho nên cái phần nền bao giờ vẫn phải là nền gấm chữ vạn, và bên cạnh của nó là các cái hình đồng tiền cách điệu. Cho nên là ở những cái bất kể là cái nào thì đều đi được với nhau, và trông mọi người hết sức đồng bộ. Và sau này cái mức bước hoàn thiện là chúng tôi sẽ đánh màu cánh gián non và chữ màu đen. Thế thì ở hai cái này thì nội dung cũng vẫn là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, ở bên kia là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, với cái phần hoa văn tập trung cái này gọi là câu đối vắt vải. Tức ở trên nó như là cái phần vện thừng đây, vẫn có hoa lá, vẫn cái thắt nơ và những cái vải gấp lại rất cách điệu. Và đây nó vẫn là ẩn, và đây có mấy cái đồng tiền. Như tôi thuyết minh ban đầu là cái ý của người thiết kế, đây chúng tôi hoàn toàn là chép lại những cái ý của người xưa. Và nếu như cô Jenny mà là người yêu mèo thì có lẽ đây chính là chú mèo này có vẻ như đã lựa chọn cho cô. Khi tôi đang quay chú cứ leo trèo bò vào đây. Khà khà. Và bên dưới này thì là cái phần vải nó đi vắt ở lại hết sức là điệu. Đây là một cái mẫu hết sức nghệ thuật,
ở dưới là cái vải nó gấp vào trong, và những cái đóa hoa và những nơ nó bám từ dưới này. Như vậy là những sản phẩm để thờ thì tổng thể là trang trọng, nhưng mà cái phần trang trí thì là đi vào các đường nét cách điệu rất là nghệ thuật. Chính vì thế cái chữ là để thờ các cụ, nhưng mà còn con cháu thì được ngắm nghệ thuật và được hưởng những cái lời vừa là ca ngợi công đức tổ tiên, cũng vừa là giáo huấn đến cái các thế hệ sau. Bởi vì cái đôi này cũng như là cái đôi lúc nãy ấy, thì nội dung là một bên là tổ tông công đức thiên niên thịnh, tức là nói về cái ca ngợi cái tổ tông, nhờ có cái công đức của tổ tông cho nên là con cháu với ngàn đời mới được thịnh, ngàn năm mới được thiện. Nhưng bên kia thì đối lại cái công đức của tổ tông thì con cháu phải làm gì? Con cháu là bên là phải tử hiếu tôn hiền, tức là con cháu phải thảo hiền, giữ cái đạo hiền hiếu thì mới đạt được cái vạn đại vinh, tức là với đời đời vinh hiển. Bởi vì con cháu không hiền hiếu thì làm sao mà vinh hiển được. Cho nên cái câu đối mà người xưa truyền lại đó là những cái áng văn bất hủ. Và chính vì lẽ đó một số khách hàng cũng muốn là khắc cái chữ không thích dùng chữ Nho mà thích dùng chữ tiếng Việt thư pháp ở đây. Tuy nhiên là nó cũng có một cái tương đối khó. Nếu như chúng ta dùng thư pháp chữ Việt mà chúng ta vẫn viết là tử hiếu tôn hiền, tức là chúng ta vẫn dùng âm Nho, thì thực tế là chúng ta vẫn đang dùng Nho. Đấy, tất nhiên là con cháu thì đọc được rõ hơn. Chứ để cái chữ Hán như này á thì là đôi khi nó cũng để chữ Nho này thì cũng sẽ hơi khó đọc. Tuy nhiên với những người hiểu biết ấy, biết một chút, mà nếu mà qua cái sự giải thích thì sẽ thấy nhiều cái thứ nó rất là hay ở trong các cái chữ này. Có chăng là chúng ta sẽ làm một cái bản dịch chúng ta gắn vào tường. Bởi vì đây là vấn đề về văn hóa. Có những cái giai đoạn mà bên Việt Nam chúng ta bị những cái sự ức hiếp thuộc về phía